Bên cạnh công dụng giúp chăm sóc mái tóc của bé, thì các bậc phụ huynh còn ưu tiên chọn lựa những sản phẩm dầu gội có đặc tính không làm cay mắt. Hiểu được nhu cầu này, Johnson Shiny Drop với chiết xuất từ tinh dầu argan và protein silky không chỉ giúp các bé có được mái tóc óng mượt mà còn giúp mẹ hoàn toàn yên tâm trong quá trình gội đầu cho bé. Quý khán giả có thể chọn mua sản phẩm tại Co.opmart với giá đang được giảm từ 62.000 đồng một chai, còn 44.000 đồng một chai 200ml. Trong khi đó, sữa tắm chiết xuất từ sữa và yến mạch tự nhiên sẽ giúp phục hồi làn da khô của cả mẹ và bé. Nhân dịp mùa tựu trường sắp tới, khi mua các sản phẩm sữa tắm Johnson chai 500ml, quý khán giả còn được tặng ngay một ba lô năng động. Bên cạnh những sản phẩm giúp chăm sóc cơ thể của bé, quý phụ huynh cũng đừng quên chọn mua hàng ngàn mẫu đồng phục và dụng cụ học tập đang được bán với giá ưu đãi tại hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc.